Xin chào tất cả các bạn nhé. Cũng khá lâu rồi thì mình không có làm cái clip mới. Vì cái thời gian gần đây thì kênh YouTube của mình có bị lỗi hệ thống. Có nghĩa là cái kênh của mình thì bị cái lỗi như sau. Mình cũng nói để các bạn hiểu là cái kênh của mình đã được phê duyệt đối tác kiếm tiền của YouTube rồi. Nhưng mà nó bị cái lỗi không thể kiếm tiền trên những cái video, cho nên là mình thời gian vừa qua mình cũng hơi nản một chút, cho nên là mình có tạm thời ra ít video lại để chờ cái thời gian phản hồi từ YouTube, vì mình có gửi phản hồi qua đó rồi. Còn bây giờ thì mình giới thiệu sơ qua cho các bạn, đây là cái khu vực đường Vành Đai 3 trên cao của Hà Nội. Mình làm YouTube thì cũng mong muốn là gửi tới các bạn những con đường hay những vùng miền khác của Tổ quốc. Có thể nhiều bạn mà chưa đi tới thì các bạn cũng biết thêm qua những cái hành trình của mình. Thì cái khu vực đây là ngày xưa mình đã sống cách đây khoảng 15 năm rồi các bạn ạ. Mình đã đi làm và sống ở Hà Nội khoảng 10 năm. Thời gian đó là cách đây 15 năm về trước rồi, thì khu vực bên này rất là thưa thớt. Bên tay trái mình thì phía đằng cái tòa nhà xanh xanh đây là cái tòa nhà 75 tầng, ngày xưa là cao nhất Việt Nam. Để mình chạy sát sát đây, cái hướng bên tay mình vừa chỉ đấy, tức là cái tòa nhà Kiêng Lam ấy các bạn ạ. Nó có hai tòa và bên cạnh là 50 tầng, còn cái tòa chính giữa là 75 tầng, là ngày xưa cao nhất Việt Nam. Còn bây giờ thì Landmark xây dựng thì Landmark đã cao nhất Việt Nam rồi. Còn mình trở lại với cái YouTube của mình, thì sau cái thời gian mình cũng suy nghĩ, mình nghĩ là không thể nản và bỏ cuộc dễ dàng được. Chắc chắn là mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc được, vì cuộc đời mình cũng gặp thất bại trong công việc và rất là nhiều thứ rồi, thì không có gì để mình có thể bỏ cuộc. Cho nên là đợt này mình sẽ tiếp tục là làm những cái video, nhưng tạm thời mình sẽ làm những cái hành trình, vì những cái nội dung nó hay hơn và cần có kinh phí, thì mình sẽ để khi hoàn chỉnh lại cái kênh thì mình sẽ làm. Thực ra thì cái thu nhập làm YouTube bây giờ nó không có ăn thua gì các bạn ạ. Như kênh cũ của mình một tháng được khoảng 2-3 triệu thôi, nó đủ cái tiền mình trang trải đi xe cộ. Còn những cái nội dung mà mình cần để làm hay hơn thì mình cần có đầu tư cái máy móc hay là những thứ khác nữa, thì mình cần có thu nhập. Đấy là mình nói thực sự như vậy. Bây giờ thì mình đang chuẩn bị xuống với cái nút giao đi đại lộ Thăng Long. Bên tay trái các bạn thì là trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội. Khu vực này rất là sầm uất các bạn ạ. Cửa ngõ Hà Nội. Cái hướng mình chỉ đây chính là lóc nhà của trung tâm hội nghị quốc gia đây các bạn. Thì bây giờ mình xin trở lại tiếp tục với cái câu chuyện về cái YouTube. Thì có nhiều bạn comment, nhiều bạn làm YouTube comment bảo mình là sao không làm vì đam mê hay là nọ kia. Đam mê cũng có rồi, nhưng mà mình nói và sống thực tế, mình không có giấu giếm gì cả. Có hai kiểu làm YouTube, đó là người ta làm vì nổi tiếng, và một kiểu thì vì tiền. Thì mình xin thú thực với các bạn, thì người làm vì nổi tiếng thì họ đã quá nhiều tiền rồi, thì họ muốn đánh đổi lấy sự nổi tiếng. Còn như mình hay là những người khác khi bước chân vào YouTube đều mong muốn kiếm được thêm một khoản thu nhập phụ. Có nhiều người thì họ làm giỏi giang thì họ làm một thu nhập chính, hoặc là có nhiều YouTuber ở Việt Nam họ rất là giàu đấy, thu nhập rất là khủng,
như mình thì làm những cái nội dung như thế này không có thu hút được nhiều người xem, cho nên là có thu nhập thì cũng không ăn thua. Như cái kênh cũ của mình một tháng thì được khoảng 2-3 triệu đủ cho tiền mình đi xe ôm, rồi tiền chi phí đi lại. Những cái video ngày xưa mình đi review xe, quay xe, đi trải nghiệm thì cũng đều cần có cái kinh phí để mình đi đường đấy. Chứ còn tự nhiên mà đi như thế thì nó cái cuộc sống của mình nó đang chưa có dư giả gì nhiều để mình có thể làm được những cái việc đấy. Đấy là mình cũng nói thực tế. Các bạn có ghét mình thì mình cũng chịu, nhưng mà đấy là mình không có giấu giếm gì cả. Mong các bạn là thông cảm. Bây giờ chẳng hạn như mình rất là muốn mua nhiều thứ khác, cái flycam cho nó đẹp này, quay thêm nhiều cái góc khác cho đẹp này, rồi mình muốn mua thêm một cái laptop này để chỉnh sửa video cho tốt này. Bây giờ mình đã có máy quay GoPro tương đối là tốt rồi, nhưng mà mình chỉnh sửa những cái video trên điện thoại thì nó không có thể đẹp được. Nói chung là mình đã sắm được con trâu rồi, nhưng mà chưa sắm được cái chạc để cột con trâu các bạn ạ. Mua được cái máy quay rồi nhưng mà lại chưa có cái laptop để chỉnh sửa. Cái video mình vẫn phải tải sang điện thoại để chỉnh sửa những cái video đấy. Thì nói chung là thời gian sau khi mình ổn định lại, mình sẽ phát triển thêm một cái kênh nữa để dự phòng. Nhiều khi bất chắc cái kênh này do bị lỗi này, nếu có thể bị đóng lúc nào không biết, cho nên là khi nào mình làm kênh mới thì chắc chắn mình sẽ làm bài bản hơn, vì cái thời gian vừa qua mình đã tích lũy thêm được một chút kinh nghiệm nhỏ để làm cho nó hoàn chỉnh, sẽ không bị trục trặc, không bị lỗi nữa, để không đáp lại cái sự mong mỏi của các bạn. Đấy. Các bạn bây giờ cũng kỳ vọng vào mình, ủng hộ vào mình, kênh mình thì các bạn với đăng ký cho mình và theo dõi mình. Nếu mà mình mà bỏ cuộc dễ dàng thì không tốt, cho nên là mình sẽ cố gắng. Dù có làm lại một kênh hay hai kênh hay ba kênh nữa mình cũng sẽ cố gắng làm. Còn nếu mà đến kênh thứ hai, thứ ba không làm được kiếm tiền nữa thì lúc đó mình sẽ làm thực sự là làm để vui. À, bây giờ mình cũng chuẩn bị chuyến này về, mình sẽ làm cái hộ chiếu để đi sang Lào, sẽ trải nghiệm thêm cuộc sống bên đó và những thứ bên đó nữa cho thêm nhiều nội dung. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc cái video này tại đây. Xin tạm biệt các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Tạm biệt các bạn nha.